Quá hay. Quất cái gỉ liền. Không nhận câu mới dẻo này chốt. Mới mà. Câu mới dẻo quá. À, cháu mới đi cái sọt vậy. Về câu luôn đó. Mình chào cô chú và tất cả các bạn. Ngày hôm nay mấy chú cháu không có đi săn bắt gì mà ở nhà ra sông câu cá. Thấy dưới sông cá cũng ngớp nhiều quá. Mới chợ mua về cái hàng câu mới cả nhà. Đây con đó ha, chào cả nhà. Cho con chú cháu xuống sông thấy cá ngớp rồi cả nhà. Câu kiếm làm món cơm chiều ơi. Có cá thì mình mấy mằng cá còn không có là con khô quẹt luôn chú Út ơi. Cặn này sao dài với chú? Dài em phải không nha? Hả? Dài em nó cục. Máy đâu anh Minh? Cái máy trong cái hộp á. Nãy em có thấy cái hộp này đâu trời. Ủa? Không lẽ bỏ dưới ta? Nãy là chỉ có cái cặn này thôi đó. Chết rồi. Cái máy mua bỏ tiệm rồi. Có để cặp này không? Không. Coi có cái hộp bự rồi. Lắm. Quên rồi. Còn câu không à. Giờ mình chạy xuống dưới chợ lấy cái máy coi nha. Cách đây cũng cỡ 3-4 cây à. Vậy cho em nho đi tóm lử này kia đi. Lấy máy gì nữa. Hai cái phen để chảnh rồi. Hồi nãy anh có mua hai cái đó. Hai cái phen của hổm đó. Có nãy có mua rồi. Trong để anh vô ba lô vô cái bị anh lấy. Còn nãy mua rồi. Rồi. Giờ cái thau nhỏ rồi anh bóp mồi thêm nha. Ừ, để chút xíu nữa đi. Mình đi lấy cái máy về gắn vô xong nè. Giờ mình xuống mình bóp mồi vô lử dục ra câu thôi. Thì có chiếc ghe lúa chạy. Cá cũng bự bự không. Mà hổm gà em nho câu dính cá nhỏ nhỏ. Đây chiếc xuồng của mình nè. Tìm về đây luôn. Thẳng vậy à. Có đi văng lưới vậy đó. Rồi mình lấy mình văng luôn. Đậu dưới kia bơ lên xa quá. Nãy nó ngớp mình chân chỗ đó cả nhà. Cá đâu cỡ 2-3 kg. Ồ dưới chiếc ghe lúa chạy lên nó kìa nho ơi. Ôi ôi đây nè, mới ngớp con bự nữa nè. Đây mình câu bằng cái mồi cám. Cám mua. Mua một bịch vậy. Bóp vô là dục ra. Đây rồi bắt đầu mình dục mồi. Quăng mồi ra. Quá ghe tàu chạy giỡn nước hết trơn nha. Không biết sao nè. Lại dính con bự bự mình nấu cháo hả chú? Chưa mới câu mà tính rồi, phải dính thôi. Tính trước rồi. Điều đó là tất nhiên mà, sớm hay muộn. Bự hay nhỏ thôi đó phải không? Đó, có bự có nhỏ đó. Dính đây rồi. Cá nó gỉ cả nhà. Mới gỉ cá nó tiêu rồi. À, câu này giống Khương Tử Nha quá ha chú. Ba cần này của chú nãy cũng gỉ hai cái nữa, không mất tiêu nữa. Sợ nó hết mồi quá. Tình hình ghe quá ghe cả nhà ơi, ghe lúa quá khứ. Nãy giờ chạy mấy chiếc rồi kìa, dưới lên chiếc nữa. Kiểu này cá nhát mà đâu có ăn nổi. Câu nãy giờ hơn nửa tiếng đồng hồ. Chưa thấy gì hết. Dính rồi cả nhà ơi. Đây là Minh Công rồi cả nhà. Khai trương cần mới. Quá hay. Cái gỉ liền, thấy không chú Út? Quá hay. Con mà chú Út. Quá hay anh ơi. Quá giỏi mình. Cẩn thận nha cha. Không trắng không nha chú. Một em. Rồi lúc bên nó mình nó gỉa cái đầu tiên mình đựng giật chốt để cho nó quất thêm cái mới gì? Cái sau nữa cái nó dùng dây là lụm. Không.
Còn đây sát thủ đầu tiên. Yeah. Đây. Nó mát lục bình đây kìa. Con đầu tiên cái nè, chốt cỡ kìa. Để xuống đây mình gọng luôn. Quá chàng lục bình với bọc à. Do cái sông mình nó cạn á. Cái ghe lúa chạy á, cái nạo ba cái lục bình này kia đâu lên á. Mình quá giỏi cả nhà ơi. Cái mới vậy. Cũng mới luôn mà. Ừ. Ngợp. Chốt giật dính cả nhà ơi. Quá đâu. Nè, mình giục cần câu của mình luôn á. Dính hả? Gỉ gỉ mà. Ờ? Cái bọc. Ơi. Ủa, cá gỗ gạn mà. Cá gỗ không giật lên mà không quay cái trùng dây lên. Trùng dây nó nhả ra phải không? Gớt lưỡi nhả lưỡi câu ra. Rồi, hết rồi. Có sao? Làm con mừng hột chốt. Không qua qua ngay cần câu mình lăn bóp mồi vô nè. Đó giờ ông mới cầm câu máy câu nha cả nhà. Cái hôm sau làm lại chốt, chuyến sau dính cá bự hơn. Không có ghe. Này nước cho nước trôi hơi chậm rồi dưới ít ghe bắt đầu cá ăn lai gai ra. Cái này nó mù sọ rồi mới rớt quá trời rớt à. Con nhỏ ghẻ cả nhà. Con nhỏ. Này fan hâm mộ xuống nè. Sửa sạn đi rớt thôi. Đó 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 đó. Cái nhỏ nó đang kìa nè. Trời ơi, cá đột lú đuôi lên. Ôi, cá nó bự. Dính này cả nhà, em nhồi dính nè. Cá nhỏ à gì? Ôi. Cá chốt ông nội ơi. Trời ơi, vậy mà cũng dính được ý. Cái này mới kêu là cá chốt thiệt nè. Cá ngớp, con nào con nấy bành bành không mà câu dính con cá bự. Ghê à, mà cá đó mới ngon á. Hả? Cá đó mới ngon á. Ngon á. Kho tiêu. Ừ. Cá chốt. Nó biết cá nhỏ mà đâu có nghĩ là nó nhỏ dữ vậy. Đổi vị trí cả nhà. Con kia câu nãy giờ. Không dính. Dính hai con rồi xong. Thì đổi địa điểm rồi. Kèm nho câu của anh. Dòng địa điểm mới có lên cá gì bự bự khủng khủng nè. Để chốt quăng mồi nha cả nhà. Chốt là lúc trước giờ không có câu một câu máy. Xem như bữa nay chốt trải nghiệm luôn đi. Chừng sập cái cây cầu nha chốt. Ok nè chú. Quá đẹp rồi. Dính cả nhà ơi. Không đem gọng luôn hả chú? Không đem rồi. Dạ. Ba con. Dạ đem đắng. Dạ. Dạ đem đắng. Dạ để lên mé đi. Ừ, chút mình rồi đánh câu rồi. Chút lần đánh câu nè. Đứng nước rồi đánh câu rồi. Thấy con giật hay không chú? Hay. Em nho lần kia thôi. Tưởng nó không có dính không à, sao con thấy tưởng nó máng cái bọc không, nó không có gị, không có gì chứ. Hả? Được, lấy dùm lại. Dạ, lấy đây luôn chốt rồi. Lấy lại đây luôn. Lên đây ha. Dạ. Dính không? Trời ơi. Cây luôn rồi. Rồi dính cây luôn rồi. Rồi lên rồi, hên quá. Dở dạ, dở dạ, cái túi lưới lên cái chốt. Cho cả nhà xem ba con à. Ba con cá chà bá luôn. Từ từ. Từ từ hả chú? Từ từ mới nước, được. Nước dính mạnh cả nhà. Hồi nãy nước quá chảy. Chảy quá mà còn gì đó. Hy vọng kiếm con khủng rồi. Ngớp rồi có cá bự nhưng mà sao nó khôn quá nó không chịu ăn. Cá nhỏ ăn không. Dính cả nhà thì anh nho giật dính rồi. À chiều rồi. 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 Tới đây vuột ra luôn. Vuột rồi. Trời ơi nó ổn. Tới trên này luôn. Chút xíu nè. Cá vô tới cây cây đó rồi đó.
Em Nho câu tới 2 lữ đó. Còn mình với chốt con lữ à. Cái này chiều luôn à. Quyết định câu phải dính cá bự, nhưng mà bữa nay chắc không làm món ăn cả nhà, tối luôn à, đeo mới được. Phải không chú? Đeo mới làm món. Lên tới trên này. Chốt bữa nay đi câu buồn quá chú. Dính buồn chết luôn á. Rồi bữa nay mẹ đi nó buồn, nó buồn đại đi. Tới nữa. Ủa chừng nào thứ mốt đi? Đi rồi. Ai đưa đi? Tiền. Không có. Dạ mày đưa. Tiền nhà về. À, thứ mốt đi làm nữa cả nhà. Hàng chi chú Út bữa nay giật không thấy dính. Thì sao anh nhờ? Cá ghĩa cả nhà. À, tật tật đó. Này cá nó hơi nhỏ ghĩa không. Giật sớm nhờ. Cần kia dướng góc đứt lử. Mất tiêu luôn hay vậy? Tao hù luôn à. Dính cá bự ra nhà ơi. Dính cá sấu rồi. Xong rồi sao? Dính cá sấu. Dính cá sấu. Gì vậy nhờ? Câu mới luôn nha cả nhà, câu mới nó chẻo hay không nè. Ôi. Quá. Quá rồi. Mình quá dữ rồi mình ơi. Là cá khủng rồi. Quá rồi. Ơi. Không nha, câu mới dẻo này chốt. Rồi. Mới mà. Mới dẻo quá à, cháu mới đi cái sọp vậy. Về câu luôn đó. Ôi. Nước dây luôn. Trời ơi, nước dây con mới luôn cả nhà ơi. Giờ chắc nghỉ quá. Nghỉ nghỉ cả nhà ơi. Đói à. Trời gốc với lại cá nó không ăn không uống gì trơn. Buồn ghê. Có ba con à. Buồn thiệt chứ. Đừng nói để đi cha. Để đấy. Mà ít nhất câu mới bữa nay cũng dính được hai con hả? Hai con cũng đâu đến nỗi tệ đâu chú. Ừ. Kẹp vô phen nãy nghe anh Minh. Sao nó quấn gì trong đây luôn rồi? Chắc mắc cỡ 15 thước dây ạ. À. Đó quá. Này để sáng cầu tiếp tục. Sáng cầu ơi. Sáng là mạnh lắm mà mình. Dạ. Sáng là mạnh lắm. Đây, cho cả nhà xem. Cá đó. Nhiều quá. Ba con à. Một con em bé thôi, bắt thả nó luôn đi ha chú. Thả đi. Ăn hang bự thôi. Đi đi, xuống dưới báo cho đồng loại mày mơ không câu xanh. Đó nghe. Câu đó nghe, mơ dẫn mấy con bự bự lên ăn. Mấy mồi ngon lắm. Thả rồi đó, dẫn mấy con bự lên. Rồi, giờ xin kết thúc clip này cả nhà. Hẹn cả nhà video sau nè. Nói chung là bữa nay tính có cá rồi mình nấu cháo hoặc là mặn món gì đó mình ăn, nhưng mà giờ dính có hai con này quá trời nhỏ rồi, đâu có mặn món gì được nữa đâu. Thôi giờ mình gọng lại đây rồi có gì mơ câu tiếp, rồi cái mình hãy làm cái món gì ăn luôn. Đừng con trọng trọng à, sớm giờ đứt cũng hết mấy lưỡi câu rồi. Rồi chào luôn chú ơi. Rồi chào cả nhà, hẹn video sau.